Chào ông già. Hello. Về Việt Nam đi. Về Việt Nam đẹp trai ra À, ha. Ghê ghê. mới cắt tóc cậu Mới cắt râu tóc hả? đã. Ừ. Có Ê, lấy tay không? Có đi có lấy trùng cái á, tay không? cái đó là không khỏi phải nói trời, bởi vì đi muốn đi hớt tóc là có cái đó tôi mới đi, đó là coi như là để nhất khoái của những cái thằng người Việt kiều. Vậy Ủa, hả? mà ê, tao kể chuyện cho tôi Đấy, nghe cái chuyện này. cô giới thiệu bố cái tiệm 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 tóc này nè. Tiệm tóc này là toàn nữ hết không à, Rồi, mà đặc biệt tao trong đó đặc biệt quay thôi thôi để không, tao nói cho nghe. Thôi để tao kể. người ta làm nghiêm chỉnh lắm, người ta nhổ trong đó, người ta có cái khâu nhổ râu nữa mà nhổ bằng răng. Cái chiêu này nó mới độc đó, phải rồi đúng không? Nhổ râu bạc và nhổ bằng răng, trời ơi Đồ quỷ sứ đi không, đi không? có một cái, có cái này là rất là mình thích, là ở chỗ là hầu bởi vậy cho nên ra tụi này ra để nói về vấn đề coi như tao trước đi. Thì cách đây 2 năm trước á, thì nhiên là ở ở Mỹ mình mà sống, bác sống ở bên đó, thì mỗi năm mà trong cái tiêu chuẩn của cái bảo hiểm á, thì mình được liên răng 2 lần, mỗi lần 6 tháng, tất nhiên là 6 tháng. Thì nhưng mà sau những cái cơn mà bị bệnh á, cho nên bị dịch bệnh á, cho nên ta không có liên răng khoảng 2 năm nay rồi. Thì răng nó hay chê là cái chỗ là bị hút thuốc á, cho nên ra nó răng nó đen, răng nó vàng, nó răng Đen. thì thường thường như vậy. Mỗi lần liên răng bên Mỹ thì khoảng chừng 100-175 đô, gần gần 200 đô một lần, 6 tháng làm lần. Thì tao thì lơn cơn, tôi đi ăn phở buổi sáng ra thì xong rồi tôi đi trở về ngược lại phía cái chỗ mày mày tới đó. À, thì có một cái phòng liên răng, cái đó phải liên răng mà là phòng nha khoa, cửa kính rồi máy lạnh đẹp, rất đẹp. Rồi xong vào trong đó thì dụng cụ về về làm răng cũng rất là ok, cũng có giống như trang nhà, cũng có máy móc cũng đầy đủ mà sạch sẽ lắm, có bác sĩ đàng hoàng luôn. Tao hớ hở tao vào cái, tao mời vào cái kia, tao làm mà bác nay mất muốn làm gì, tao nói liên răng, tao cũng kể hoàn cảnh tao vậy. Tao nói là tao 2 năm rồi tao không có liên răng, cho nên là về hút thuốc nó vàng nó ố như là cạo cao rồi kia. Làm xong khoảng 1 tiếng đồng hồ làm xong về rồi, cái nó kêu súc miệng này quằn xong cái rồi bác còn muốn đòi hỏi gì nữa không, cho nó không vậy đủ rồi, đưa kiến cho coi ra ok trắng ra hoàn xong rồi, cái kêu là tính tiền. Nó đưa ra một cây thuốc nữa, nó kêu bác về bác ngậm cái này mỗi buổi sáng hay là rồi xong cái tính tiền, phải biết nó lấy nhiêu không, Nhiều con 100.000 rồi. Tao chơi với tao bóc ra tiền, tao bóc triệu, tao tính để sẵn tệ lắm cũng 1 triệu 1 triệu mấy, tao lấy con 100.000 rồi, và cây thuốc 50.000 là coi như 150, cái chai nước mà để ngậm giống như lấy Listerine bên Mỹ để ngậm để cho trắng không cho ai tẩy, giữ mà giữ miệng giữ cho nó khỏi hôi, để cái gì nói chung vậy là tổng cộng là còn nếu nếu 100.000. nếu Ui nếu tao mà chết. cùng một gói như vậy bố, nếu mà cùng một gói giống như vậy á ở bên Mỹ thì bố làm hết nhiêu? Cũng 200 đô, 200 đô là Hai mình tính trăm là đô là nhiêu, khoảng gần 5 triệu, gần 5 triệu, 4 4 hai triệu ba 6 rồi, bốn 4 triệu, triệu, 4 triệu rưỡi đi, cho 4 triệu rưỡi mình thôi, cho bốn rồi, triệu rưỡi mà nó còn lấy bên đây tao, là nó một nỡ trăm là, rưỡi mà nó lỡ lòng nào mà nó lấy tao con 100.000. à. Ồ, mà ta làm tao đi về, tao ngồi tao cười ngắt. Ồ, đó là một điểm, tao nhưng cứ nhưng ngồi tao nhưng cười, nhưng cười nhưng ngắt. nhưng mà nhưng 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 mà biết bố là Việt kiều không, Không, đủ quá. không biết à? Thì không biết đâu. Nếu mà tao Việt kiều thì nó đâu có lấy 100.000. Ví dụ vậy, nếu người ta có tham nhưng mà đây rất là đồng sòng phẳng, làm xong có lấy 100.000. Tao Tư cách thế giới gửi luôn, thôi, ta thật hết ra họ họ. biết á, thật ra họ biết á, Đúng họ rồi, họ biết á biết chứ không phải họ không biết đúng rồi. đâu. Cái cách mình nói này kia cái nói chuyện thì Mà chắc là họ bố biết, họ nói là ngày biết ý xưa tôi mà muốn nói, nếu ý mà bố nói ngày xưa bố mà đu càng nữa là miễn phí luôn. tôi muốn nói. Đó là một, đó là một ca. Cái tôi về tôi thấy đã quá, tôi đi về tôi đi hớt tóc, thì tóc tôi bố nó ngắn rồi nhưng mà tao kêu nó sửa lại cho nó gọn rẻ, gọn rẻ của mẹ gì, thì chủ yếu của tao là cạo mặt với là lấy tay. À, không, có là một trong những cái khoái mà đi tứ khoái nha, bởi vì bên Mỹ nó có một cái luật là tất cả các tiệm tóc á, là không được quyền cạo râu và gì lấy tay, nó kỵ, mày làm đó nó bắt Tay chết, nó phạt chết. À, tao vô tao yêu cầu hai món, đầu tiên là bị con cạo mặt với là cạo râu với lại hơi với lại trái tay cho bác, kêu ok lên được vào trong rồi làm cho đã hứa đã rồi phê giống như con tê đã rồi nha, rồi cười hí hí rồi xong vừa nhiêu con 60 đủ quá, hỏi tao vậy 60 gì, 60 ngàn
Rồi tôi giật mình, tôi đủ quá, tao lại cũng cười nữa, đủ quá trời ơi, nó sướng ơi là sướng, nó phê ơi là nó phê, đủ quá hai món người ta vừa ý nhất ra rồi, tao ngồi tao cười, tao phê quá trời là phê luôn, đủ đó cái à, còn thiếu, còn thiếu cái phê nữa, còn thiếu cái phê nữa. nha, phê mày, phê nữa là mày làm tao mấy cày rồi, phê mẹ gì nữa, muốn chết lên trên Thế, phê, tại con nói thiệt mà, phê gì, nó xe lỗ gàng á, nó xe lỗ gàng mắt á, không có có đánh, tao không biết đánh, đánh mí mắt đâu, á, rồi đánh không mí mắt có á, tao bốc cái lên mà họ mà mọi người dưới này coi con nói đúng không, đánh mí thì mắt chắc đã ngứa đã lắm. thôi ừ mẹ đầu cắt đuôi luôn, cái nào mày biết là làm biết thôi, nhưng mà có cái điều hai hai cái đó là tao thấy tao phê rồi đó. Nói như vậy đi cho mày hiểu, để bè mình hiểu rằng bây giờ tao hiểu cái lý do tại sao những cái đứa mà đụng nó hay bịt mặt mà nó hay chửi Việt Nam mình, nó hay chống cộng mà đi, nó gọi là kêu mà mình, tao mình gọi là những cái thành phần gọi là xăm xí đú, nó chửi dữ lắm mà nó về Việt Nam mình nó bị hay bịt mặt à. Tưởng sao nó đi làm răng mẹ ơi, nó đi làm răng, nó đi răng con không có đứa nào không đi làm răng cả, từ răng 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 này đến cái răng điền răng rồi làm răng rồi đủ thứ cả. À thì té rồi mình biết là đối với nước Mỹ á, cái hàm răng á, nó gọi là kim cương á, có nghĩa là đụng hay đụng tới hàm răng mà làm về đây nha khoa là đụng tới hàm răng, tao không trước tao đã nói rồi, nếu mày mày nhổ một cái răng bình thường thôi, nếu mày răng mày bị sâu mày nhổ để mà thằng em mà cái nọ cong nhổ không tệ lắm là trên 1.000 đô nếu mà không có bảo hiểm, mày thấy kinh khủng chưa đó. Chính vì chỗ đó ra tất cả mọi người ở bên nước ngoài về đều Việt Nam đều làm răng hết trơn, bây giờ mới hiểu ra công dụng đó, bởi Việt Nam bây giờ vừa, vừa rẻ quá quá sức tưởng tượng, Đúng rồi. rẻ muốn nổi mà rẻ mà nổi mình không thể ngờ được đó. Chào Hạo Nam nha, chào thằng quỷ thượng sĩ nhất mệt quá thượng nhất, tao về tao xuống mày, tao chết mày chết đi tao, đó là vấn đề bây giờ mình đã xoay qua cái vấn đề coi như là ca sĩ đang nguyên nó quyết vậy đó. À, thằng này thì thuộc cái dạng mình giống như thằng Trung nó nói thuộc cái dạng vô danh tiểu tốt, mà đối với tao nó không phải là ca sĩ, bởi vì ca sĩ không ai gì nó cả, cái giọng ca của nó tao nghe không có được, mà điểm thứ nhất, điểm thứ hai là rất người là quái gở là nó khóc trước khi ca, mày đi coi không có bài nào mà nó không khóc hết trơn, đồ không quái khóc, nó khóc nó ca mà như khóc vậy đó, đồ nó ngồi làm cái vậy thì là nó mấy gì rõ ràng mà đi mà coi tất cả các bài là nó ca giống như khóc, có nghĩa là nó khóc rồi nó mới ca thùng hát, rồi tao thấy tao không ưa được, không nếu mà nói nghệ sĩ nhà ca sĩ mà để ca như nó thì tao 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 không bằng lòng, là bởi vì nó đéo không phải là không xứng đáng như ca sĩ. Cái điểm thứ hai nữa là nó còn con nít ranh, nó không biết gì cả, nó bằng tuổi bằng trần truông thôi, nó chẳng có biết một cái gì cả, bởi vì nó đầu độc, bởi vì nó có cái giọng ca rồi được nghiệp nhà thì một cái người mà đại khái là đứng sau lưng nó chẳng hạn như tao nói thẳng luôn là thằng Trúc Hồ đó, cái thằng coi như SBTN đụng bắt đưa ra những cái chiêu bài hoặc là con này nó ra cái thật chắc thằng này biết không mẹ gì mà nói, và cái câu lần thứ ba nữa rồi như một cái câu thề danh dự, lời thề danh dự của mấy ổng đó là đất nước Việt Nam mà còn cộng sản là tao không có về, không có tự do dân chủ tao không về, tao nhất quyết tao, từ thằng Chế Linh con Khánh Ly đó cái y chang thằng Trung nói gì mà bây giờ nó chung về hết thì có phải nó thừa nhận là Việt Nam hiện giờ đã hoàn chỉnh đâu, đang là hết sảy không, có nghĩa là đầy đủ tự do nhân quyền không, rõ Đúng rồi. ràng chiến binh rõ ràng đó. Còn cái chuyện mà cấm nó hát hay cái ông cố độ cha nó không có dám hát ở đất nước Việt Nam mình mà mấy cái bài mà nó hát ở bên gì, gì được Việt Nam tôi đâu với Việt Nam tôi đây gì đó đủ má mày nghĩ mày coi đủ. Nó thiệt mày, nó vừa ca xong là nó bỏ chứ nó đi lụm răng không kịp, mày nghĩ mà nội dân quýnh không cũng chết mẹ rồi, đừng nói chi gì khác, tao bảo đảm mày không có chuyện nó xảy ra, và cái chuyện cho về là không cho về thì tao nghĩ rằng nhà nước chủ trương là họ mở rộng ra tất cả mọi người đều có quốc tịch Việt Nam đều được về cả, bởi vì cái thằng này nó không làm có con mẹ gì si nhê gì đối với Việt Nam mình, đừng tại vì mình hay xôn xao rồi mình bầu ra thì vô tình mình đưa nó lên cái làm gì quan trọng, chứ cái thằng này nó không mẹ nhưng mà quan trọng, tao tính chửi bậy rồi nhưng mà tao kìm nữa nha mày rồi quá từ đó tao này không làm cái con mẹ gì trên trời mà cái chó cái gì đó mẹ thư chưa. Thành ra tao nói cho mày nghe chẳng là nghĩ địa gì đâu, mà cái tao nói mày rồi thằng này nó nói về nó không, nó chỉ ca sĩ thì nó không có xứng tầm, bởi cái thứ chó gì cũng khóc chứ ra cái bài gì kể cả cái bài không chống cộng nó cũng khóc luôn, nó khóc chứ là ca mày để đi coi rượu mà tao chán lắm rượu, có bao giờ tao nghe tao không nghe được một câu nào mà từ xưa tao chẳng biết là ai, sau này tao nghe không phải tao trời là trời thôi đấy vậy thôi. Thì cái tư tưởng chống cộng của nó là nó chưa hùa theo thôi, nó hùa tao nghĩ là nó hùa
Có nghĩa là bởi vì ở cái hoàn cảnh mà nó đi qua nước ngoài, nó đi vô trung tâm này trung tâm kia để mà nó hát, mà nó không theo cái đường lối của họ thì họ cho đâu cho mày hết đâu. Đúng rồi. Có nghĩa là mày vô trong Đúng rồi. Asia thì mày phải có cái này phải có cái kia, mày phải có cái này thì bắt buộc nó phải làm, thì cái gì nó cũng đủ thừa, bị áp lực này áp lực kia mệt kệ mẹ đi, đúng không? Nhưng mà tối đó mày nghe cái thằng này mà nó nghĩ địa gì, trời ơi khổ quá, tao bảo đảm mày, nó mẹ nó đi đi ăn tô phở ở đâu, nó ngủ nhà nào, ngủ mấy giờ mấy tiếng, ăn lúc nào thì mày được, mà người ta biết hết trơn, đừng nói nhúc nhích thì chết mẹ thì nó ở lộn xộn, người ta tao không có sợ cái chuyện đó, cái chuyện này không là gì quan trọng cả, nó thuộc trạng giống như rác rõ thôi, nghĩ địa gì à, tao Loại chứ cơ cũng phải hội khoái bởi đúng ra cái đám loại cơ hội đúng không, những thành phần cơ đúng hội rồi, tàu này là loại cơ hội thôi. Nó là tép riêu, nó đâu có sừng sỏ giống như Chí Linh, Khánh Ly này, những cái tên mà nổi cộm đình nổi đình nổi đáp mà từ hồi xưa tới bây giờ, kêu bằng cây đa cây đề trong cái đàn ấy, cái gọi chuyện ba cái đồ quỷ âm binh nó mất dịch này nhất nhất là người là mẹ gì đâu thiệt mày, nó cũng là nghĩ địa gì hết á, nhưng mà biết rõ ràng cái chiêu bài nó về đã làm từ thiện liền, là bởi vì nó dạng giống cái kiểu như là thôi đi bỏ qua cơm giùm con đi, cái này xoa dịu này kia rồi mẹ mày, à. mày bây giờ mày làm 10 cái đó kệ mẹ mày không quan trọng, tao nói dân mày làm tốt còn kệ cha mày không quan trọng. Con lỡ dạy rồi đúng không, đúng không cầm thí dụ Đúng rồi kệ đúng nó nói rồi, ôi có trời nghĩa là giống ơi kiểu con đẻ hái, nhưng mà nó dùng cái con hình lỡ thức để mà nó dạy xoa dịu, nó xoa dịu phải không. Tao nó đéo qua đi từ thiện tao, mà nó đi từ thiện mấy người ca sĩ diễn lão là rồi về diễn lão thì mệt ghê. Cái đó cũng là cái ý tưởng, nó cũng có một cái đầu dây mối nhợ phía bên kia chỉ đạo cho nó làm, thì cái thằng này biết cục cất gì Chú Phong ơi, nên ra ta chú Phong đổi thiết bị, chú Phong cái thiết bị này chú Phong lên không được, con tính đưa chú Phong lên cho chú Phong tra tấn ông già, cái điều tra ông già coi bữa giờ ông về đây, ông bỏ chú Phong đi đâu rồi, phải mà chú rồi Phong rồi như má thiết mày bị nói iPad đưa lên không được. mày nói ngựa không à, mày tra tấn tao chứ ai tra tấn rồi, má chết lên chết xuống thủ quỷ sứ thì ta thấy Bởi vì không có mọi người gì phải nè không nè mọi mọi người xác nhận giùm tôi qua không, thấy không, làm ơn mắt quán thấy không, biết ổng ở xa về chăm sóc ổng, biết ổng ham ăn, mua đồ ăn cho ổng ăn, giờ ổng quay qua ổng cho là mình tra tấn ổng, khổ ghê đời, bất công. nhưng mà không, con người tao rất là thích nghi với cuộc coi cái đất nước tao, nên ra bữa nay thấy là khỏe khỏe rồi, nói chung là mấy cái bệnh mà như sốc nhiệt cũng giảm rồi. Ê báo cáo cho mày hay nha, bữa nay tao chạy được xe gắn máy rồi, tao tập từ sáng tới giờ tao chạy Ghê được ta, rồi, tao chạy xe chạy mấy Honda được bánh, rồi, hai bánh chạy mấy bánh đủ quá, hai bánh à, hai bánh thì hai bánh thì giỏi, nhưng chạy ba bánh là thua á, nhưng mà ông nhà có ông gì nhà nè đó, bây giờ bố là một người đã ở bên kia cũng lâu, cũng lớn tuổi đúng không, thì khi bố về Việt Nam á, bố về mà được mấy ngày rồi đó, thì đây nè, một bố chị con chỉ nói về những người bố quen biết trên không gian mạng thôi đó, thì bố cảm nhận về vấn đề mà cái tình thân mà những người ở trên không gian mạng đối xử với bố, bố thấy như thế nào? đúng rồi, thì trước mắt là trước hết là thì cảm ơn các con các cháu, các người những người là quý yêu bác thì bác rất là cảm ơn. Nói cho mày đi cho mày hiểu rằng những người dân trong nước họ không phải là họ không biết bởi vì họ đang ở trong nước, mà cái gì của tụi kia mà nó nói sai về trong nước mình họ cũng rất là bức xúc. Có nhiều người họ bức xúc nhưng mà họ không có muốn lên live, mà họ không có cái tiếng nói phân, có nghĩa là mình là cái người vô nói thế cho họ, con hiểu bố nói thì là vì đó mà khi mà mình nói thế cho họ thì họ cũng thấy họ đạt được cái điều mà thì ông đã nói đúng hoặc là ông đã nói sai hoặc là gì đấy, mà thì người ta mới quý mình nếu mình nói đúng thì người ta mới quý mình. Bố cũng chẳng là cái gì cả, bố chỉ là một người bình thường, nhất cái người bình thường thôi. Từ bố lên live bây giờ bố không là vì bất cứ một cái lý do gì, không hội đoàn, không gì cả, không hội nhóm, không phe phái, không YouTube, không gì cả. Thích lên thì nói đừng biểu mà nói đúng là sao, ok mà nói sai là tao chửi thế thôi, đơn giản, tao rất đơn giản, không có gì cả. Tao thuộc cái dạng kia bằng tao nói hoài tôi đó, tao nói rồi bố thì khổ ghê, tao tự nhiên cái miệng tao cái hại cái thân bị nổi tiếng mà thuộc chuyện bất đắc dĩ, cái bộ cho tao đâu có muốn làm cái chuyện này đâu, mà tao tánh tao thì đụng nó như như ruột ngựa, cái gì mà sai là tao không có chịu, rồi tao la tao chửi thì tự nhiên tao vô tình, tao bị vô tình nha đó, chứ không phải tao muốn vậy.
Ủa cái này mặc thiệt hả? Ồ mà nó cho ăn quá mà. Thằng quỷ là thơ quan này. Nào là gỏi cuốn, nào bíu sò, ốc hết nó giọng vô hoài. Đó là những cái mà mời lần đầu tiên mới mới cái 5 ngày chứ mấy con bố giờ mới cái 5 ngày à, nhưng mà 5 ngày đó nó cũng trải nghiệm đầy đủ, có cái là ăn nè, uống nè, liên răng nè, hớt tóc nè, rai tai nè, nói chung là những cái mà cơ bản về con người là tao đã làm hết rồi mà tao cảm thấy hài lòng mà vui nữa, vui hài lòng mà rẻ nữa, rẻ rẻ mức độ không ngờ. Bởi vì nếu mà hớt tóc bình thường bên Mỹ á, mà nó rọt rẹt rẹt 5 phút cái đầu là nó quất 25 đô, 25 đô một cái đầu, 25 đô một cái đầu thì mình tính thì khoảng 55 ngàn phải không, 500. Đúng rồi, 800. 500. Trong cơ đó nó làm đủ trò, chứ ở đây là hớt tóc này, cạo râu nè, rái tai nè, đù cái đó là cái khóa tứ khoái của tao nha, mà lấy 60 ngàn đù mẹ. Nhưng Tao mà nghĩ tao coi cười, nhưng tao mà nghe tao cười hoài nhưng mà khóa nhất sao. là tự dạy nhau ra được đúng không? Đúng Đúng rồi, không? tại Khóa xem nhất đó là đúng mất không? Cái rồi đó khóa nhất tại đó vì đúng mất không? đúng rồi. Ồ, ta chạy từ ngã tư Ân Sương về chỗ Thủ Đức, hiện giờ bố đang ở Thủ Đức mà đó, Giờ ta bây giờ về ra xong dám nè, nắng đó, xương về bây luôn. giờ dám xách xe em ra chạy về Bến Tre không? Đó, Tao không, dám chơi không? nhưng mà phải có thằng nào đi theo chứ, đụ má lỡ tao không biết đường, tao đâu có biết đường. Không biết đường đúng không? Vậy vậy Ừ. con nhờ anh thứ nhất lên đưa bố xuống ha. Hào Nam, cái Mời đưa chỗ bố tao từ với bà ra. cậu đó, cái đường gì quên mẹ là cái đường gì, cái đường nha. Cái đường gì mày quên Ba mẹ tên ba đường là quăng gì mày. lùi, ba quăng lùi, ba quăng lùi. Ba quăng Tạ lùi. ta... Ba không quá mà quăng đâu lùi. à, Đúng đúng rồi, ba rồi quăng lùi. đúng rồi đó, cái dãy đó tao không sao tao đi bộ qua mà. Ừ bữa rồi ok, nói vậy thì hiểu rằng bà không phải, nếu như vậy thì không phải riêng một mình nó đâu, tao nghĩ là hầu như tất cả thành phố mình đều như vậy cả. Nếu mà mình nói một trận bình dân á, chứ đừng có vô mà máy lạnh có em cút thì mình không nói, mình chỉ nói là hết thúc rất là bình thường, một cách rất là bình thường thì nó là như vậy, giá cả nó như vậy và làm răng nó cũng như vậy. Và đừng trường hợp khi nào về tao nghĩ là mắc hơn chút xíu, là có nghĩa là mình làm dịch vụ, làm răng và làm dịch vụ bác sĩ tư thì ok nó mắc hơn chắc chắn, nhưng mà nó cũng không bao giờ mắc bằng nước bên Mỹ cả. Bởi vậy cái nguyên nhân mà những người ca sĩ, những người bán phở, những người nào ở đặt lại khái là người bên Mỹ đi mà về Việt Nam mà là hầu như họ làm răng hết rồi mày, 99% Đúng mà rồi. họ đều làm răng hết vậy. Thế thôi, nói như vậy các con hiểu. Bàn qua cái thằng là quỷ, Với lại thằng quỷ ca sĩ lớn nhất sửa quỷ. sửa sắc đẹp thẩm mỹ á. Đúng rồi, cái gì nó Thẩm cũng mỹ rẻ rồi cho vậy rồi sẵn, vậy nó là thẳng gì cũng rẻ, cái gì nó cũng rẻ cả. Và mình thấy sống cuộc sống ở Việt Nam mình rất là nhộn nhịp, ai cũng có công an việc làm, mà kể cả nhà đây bên nhà tôi đang ở nè, ở chỗ mà tôi dẫn mày về ngay chỗ ở đường đường tám gì đó ở Thủ Đức nè, mày vô rồi đó. Hả bốn chỗ chỗ ở đi ra có cái quán, có quán bình dân ngon lắm, cháo cháo hến 10.000 chỗ tô chỗ nào chỗ mở nào khu bò. Trời ơi, ông ở đó mà ông biết hả? Cái nhà không bố đi ra chút xíu, đi nhà bố ra xíu bên tay trái à, nó có nhà nó bán cháo hến, hến có giờ cho quậy đàng hoàng nha, có bánh giờ cho quậy luôn nha. 10.000 một tô, rồi rồi gỏi khô bò 10.000 một dĩa. Trời trời Rồi ơi, bà đông tôi ơi là nói đông này luôn. nghe, hầu như tất cả mọi người mà nó không không phải, họ cũng tự tạo công ăn việc làm cho họ, và kể cả mấy đứa cháu tao đẹp vậy, mấy đứa cháu gái thì đứa thì đi dạy, đứa thì đi học, rồi đứa thì đi làm này kia, tất cả mọi người đều có công việc riêng. Ban ngày ở nhà này không có ai cả, có mình tao à, với lại thằng Quỷ Xuân là em cục chèo tao à, nó ngồi trước nó là làm ở công tác mới nghỉ hưu rồi, nó dạy ở trường tổng cục đường sắt 2 ở Dĩ An nè, bây giờ nó nghỉ hưu rồi thì bây giờ nó về nhà nó chữa sửa xe thì hơi không phải, chỉ rửa xe thôi. Hỏi mày làm gì? Mày không có làm gì, nhà buồn quá không ơi, phải mở ra cái chỗ này, mở cửa ra để mà rửa xe rồi thay nhớt bậy bạ rồi cái gì, thì tôi đi kiếm tiền tôi dẫn ông nhậu rồi quá cái nó vui. Có nghĩa là cuộc sống họ nó thoải mái về thanh bình và ai cũng có công việc làm, nó không phải giống như cái đám Đơn quỷ yêu kia mà nó giản đồn là mình vậy đó. đơn giản, và tất cả cuộc sống rất là nhộn nhịp. Mà thấy sáng đi từ đó tao thấy đầu người không, cái là hầu như ban ngày là đầu người đi ra ngoài đường, tất cả mọi người đều tất bật đi làm, cái cuộc sống của thành phố mình là vậy đó, cái Đó đó không phải như cái đám. bố em bố nhớ bố nhớ bữa con nói không, bố nhìn thử xem quan sát hai bên đường suốt con đường bố đi không, hầu như nhà nào cũng buôn bán kinh doanh, bố thấy không?
Đúng rồi, mà ở đúng nước không? Mỹ thì tao nói Không bán đi cái này thì bán cái cũng kia, bán cái bán kia, đủ thứ trên nói đời chung là có mà. rồi, cái Thì cuộc sống ở đây nó rất là nhộn nhịp, ai cũng có công việc làm, tại vì công việc làm mình hiểu một cách kiểu của mình, tức là tao đã từng nói tụi em rồi lâu rồi, là đất nước mình không phải và chưa phải là một đất nước công nghiệp, cho nên tất cả mọi gia đình đều còn thời gian để mà sống, dễ sống lắm, chứ nó không phải như nước Mỹ, bởi nước Mỹ là một đất nước công nghiệp thì nó không cho phép mày bán ở nhà, và mày muốn bán cái gì cũng được mà với điều kiện mày phải vào một cái chỗ tập trung, chứ không phải mày luôn mà mày ở nhà mày có cái nhà xong ở trên thì ở dưới bán tập quá, cái chuyện đó ở nước Mỹ không bao giờ có, đừng hiểu không? Thì nhưng mà ngay bây giờ đất nước mà thì chính cái bà chủ nhà bà cũng đã nói, từng nói tụi bay nghe rồi, Việt Nam bây giờ rất là dễ sống, chẳng qua là anh không muốn làm để anh sống, có nghĩa là tao có từng nói Đúng cái rồi. câu là anh cứ ngồi xong ngồi không, anh ngồi anh than thở đến trời sung rụng thôi, chứ anh chẳng có làm gì, gọi là ở Việt Nam mình hay hở ra là sống, hở ra làm cái gì cũng sống được cả, từ buôn bán gách bán bưng, từ hủ, nói chung là tất tần tật những cái mà từ sự, nói chung là cái gì anh sống được, nếu anh cố gắng làm là anh sống được, thế thôi, mà nói đơn giản vậy, và cuộc sống nó nhịp nhàng nó trôi theo vậy, và nó đông lúc nó vui mà nó đông ghê quá mày, nó đông kinh khủng, tao cũng từng nói mày rồi, nó nói Đúng ăn rồi. đồ độc cung cộng cung quốc gì chết sớm ung thư, rồi Việt Nam mình là cao nhất thế giới, rồi chết ngày một năm mấy trăm ngàn người, rồi mà tao đéo thấy đâu, mà tao thấy ngày nó sinh sôi nảy nở chặt đường chặt xá đồ má, tao đi tao bật quá quá trời đông. Không? Thì Nếu đúng không rồi có người mà mua á, đúng không? Nếu không có người mua á, thì làm gì bán đông như vậy? Mà đồng rõ nghĩa với chị, ràng người ta có tiền ta mua thì cái đời sống người dân như thế nào, người ta nói một cũng cách không có tiền ta có mua. nhiều đứa có nhiều có đó cái nhiều đứa nó nói buồn cười lắm, nhưng mà mình cũng mình nghe nó, cái Việt Nam mình nó không có gì giỏi, chỉ có ăn nhậu giỏi là bởi bằng chứng là cái gì, Việt Nam nó chơi nó thấy chỗ nào cũng bán nhà đồ nhậu mà nó bự lắm chứ không nhỏ, mà chiều tới là nó đen nghẹt hết trơn, trời ơi, tao hỏi mày vô mà ăn thiếu được không, nó quýt mà phù mỏ mà ra cho bạn thiếu cả. Rồi mày phải có tiền mày mới ăn đúng không, mà lý do tại sao mày có tiền là Khảo thứ nhất đó rồi, để cho ông nói đi thì chọt tôi vô làm chi vậy? Chọn anh vô để nhờ mày vô anh mày trực mà tiếp chọn cài cái mày luật chọn vô ngân là hàng mày phải trao đưa đổi dòng nó xíu. mày chọn vô là mày phải đưa con cá lóc hay nướng chui ra nghe, mà không đưa là có chuyện Rồi 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 anh yên tâm á. đi, anh yên tâm đi, anh tình qua cái vụ dịch bệnh này nè, qua vụ dịch bệnh này chuyện làm ăn nó cũng hơi khó khăn, anh yên tâm, anh cứ nhưng mà anh yên tâm, anh cứ xuống nhà tôi đi, rồi tôi đi mua, tôi đi dai dai bạc nóng, tôi mua cá lóc về tôi nướng chui đãi anh nhậu đó. Thù quá Rồi 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 không có, rồi anh về xong tôi bán vàng tôi trả lại. thù quá vừa phải, Sốc không, sốc không? đồ ai sắp sâu sắc đồ quá sắp quá sâu sắc. Ờ, đó là những cái đầu tiên mà có gì cập nhân sẵn lên live của con, bữa nay là lên live đầu tiên phải không, chứ hôm trước người ta đâu có lên Đúng live mày đâu, tự động mà mày đúng rồi làm là tự tung mà tự rác thôi, vui quá đó. rồi mà cả bầy có đủ ra ra, ra làm thôi, chứ còn tao Thêm cái gì nữa sao nè anh Cầm ơi, anh Cầm ơi, thêm cái tôi muốn nói anh vậy nè, là mai mốt anh đừng có rủ tôi chết chung nha anh cũng mỗi cái nó, mày chết cho tao, mày chết cho tao, tôi chết mình đi, đừng có rủ tôi chết chung, trời ơi khổ lắm. Lâu đó lâu là những rồi cái giỡn anh. đó đó là những cái cảm nhận đầu tiên mà bố Việt Nam là bố được chứng kiến rồi, rất là vui, và mày thấy không, mày tới cái chỗ tao ở hôm trước rồi nhậu nhạt, mày thấy con người ta rất là lạc quan, ai cũng 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 chứ không phải lúc nào cũng theo thuật đó là sống với một chế độ đa độc tài độc đảng, người dân đang đi gồng mình rượu rên xiết gì đủ nó làm tiếng ghê lắm kìa, đâu có làm tao thấy ở Việt Nam người dân vô tư quá, vô tư ai cũng vô tư, nét mặt lúc nào cũng hớn hở, chứ bán bữa nay không được thì ngày mai bán, người ta không có lo biết ăn, nói một cách khác ngay bây giờ ở thành dân thành phố Hồ Chí Minh à, ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì tao nói là thành phố Hồ Chí Minh hầu như họ không lo cái miếng ăn, họ không lo miếng ăn, có nghĩa là 10.000 20.000 là họ đã no cả ngày rồi, rõ ràng kế bên kia thì bán bún, kế bên này bán bún riêu, kế bên kia bán tàu, nói chung là bán mà không đi xa nha, ba bước là có, ba bước là có. Ồ, hay á, trời ơi nó gộp đường tư Bây giờ mới thấy cuộc sống của người dân Việt Nam mình thoải mái rồi ha. rõ ràng thoải mái, mà thấy nó thoải mái quá sức tưởng tượng,
mà nó vui nữa. Có nghĩa là ở đây nó không có cái sự cách biệt, bất đồng ngôn ngữ, nó cũng không có chuyện là người ta đi ra ta chào hỏi nhau, ô anh mới về, chị mới về, hay là anh mới về, sao uống cà phê chưa, vô cà phê, ù nó réo nó gọi làm tùm lum tà la trên trời. Ở ở nước ngoài làm gì có cái chuyện đó, đủ quá, làm gì có cái chuyện đó. Mời mời vô mà còn không cho anh trả nữa phải không, giờ dành trả chứ hồi trước. Đúng rồi, trước giờ mấy bước, cái đó là một cái điều sai lầm. Đúng rồi, cái đó biết không, đó là một cái nhận định mà mình hiểu rằng, nói như vậy để hiểu rằng cái cuộc sống người Việt bây giờ nó không phải như ngày xưa cách đây 20 năm mà còn cấm vận nữa. Và cái phát triển đất nước đang phát triển lên thì người dân có tiền, nó thẳng lên như vậy. Giống như nãy tôi đề cập tôi đó, quán ăn buổi chiều như giờ này là mà ra ngay chỗ được tên Thủ Đức là mặt trời đất ơi, nó không có quán nào mà không có quán nào khoảng 20 cái bàn, 50 bàn trở lên bán nhậu á, mà nó đang nghẹt từ trong ra ngoài, mà không phải một ngày mà ngày nào cũng giống như vậy. Mình cái khủng không? Người ta hỏi mày bây giờ nếu không tiền á, mày vô mày ăn kiểu vậy, người ta có bán cho mày hay không? Nếu không tiền, ai bán cho mày? Dân Việt Nam cũng rất là nghèo, còn nghèo lắm, anh ơi, coi vậy chứ còn nghèo lắm. Đó, giống như anh Thượng, bố, giống như anh Thượng Chí Nhất mới nói đó, giờ chắc có mấy người đó, người ta đi, đi mượn tiền góp ra nhậu á, người ta mượn tiền, đúng không anh Thượng Nhất? Bị vì khách tới bất tử không có có tiền mặt cho nên phải đi dây bạc nóng rồi khách về xong bán được vàng cả. Khó khăn vậy đó. Mà khổ quá, bán vàng mà nó không có vàng chỉ, nó có vàng biến mà vàng lượng cho nên ra phải bẻ từ chút mệt ghê, vừa bán vàng mà dùng than mệt quá. Mỗi lần tôi xéo là tôi khoái dữ lắm anh nhập. Là tài là quái luôn à. Khổ đó thì có nội dung đó là thì nó đi nó lại thì tao cũng về tao nói lại lần nữa là kỳ này tôi về Việt Nam mà mới có 5 ngày thôi mà tao đã hài lòng nhiều cái mà tao còn cười hoài, cái cười khoái không? Đường xá thì nghiệp chưa, bữa nào mày rảnh mày dẫn tôi đi cầu thủ thêm hai mới khánh thành còn sao nghe nó đẹp lắm không, rồi nào trả đi cầu thủ thêm hai đúng không? Ừ, đi quay phim để đi hầm chui, đi hầm chui, đi hầm chui thử em chưa? Hầm chui chưa đi đúng không? Lâu hầm chui có lâu rồi mà. Chui qua sông đó. Thì có lâu rồi, tao đi rồi. Chui qua sông đó. Có đi thăm Dinh Độc Lập chưa? Đi thăm Dinh Độc Lập chưa? Chị. Đi thăm cho ông, đi thăm Dinh Độc Lập nữa, lên đó là làm cái livestream cho ông chụp hình cho ông cái kỷ niệm Dinh Độc Lập. Nha, leo lên xe tăng đó không ngồi. Chơi không? Tụi ta đâu có ngán nào không chơi mày, tụi mày tôi coi thứ đi nổi không đi. Đâu ngán nào không chơi. Rồi, dạ không dạ. Ok con. Rồi, ok. Chắc cũng xuống like luôn, like chút thôi. Rồi. Ok, cảm ơn bố.